Hội chợ việc làm tại hãng hàng không Major này. Cái hãng hàng không này thì đang tìm tiếp viên hàng không quốc tế và sẽ tổ chức hội chợ việc làm vào thứ ba ngày 1/3 bắt đầu 9 giờ sáng tại đây. Yêu cầu thì phải có khả năng làm việc ban đêm này, cuối ngày cuối tuần và những ngày nghỉ lễ này, phải ít nhất 21 tuổi này, phải sẵn sàng cho việc di chuyển này, phải có khả năng, phải có kỹ năng giao tiếp vượt trội và phải xử lý tốt các tình huống căng thẳng này và phải làm việc tốt với những người khác. Cái hãng hàng không này thì sẽ cung cấp cho tất cả nhân viên các kỳ nghỉ lễ này và sẽ tăng lương nửa năm một lần này và các khóa học để phát triển kỹ năng, cải thiện kỹ năng và nhiều hơn thế. Những người quan tâm thì nên chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành cái đơn xin việc tại hội chợ việc làm. Cái buổi phỏng vấn ban đầu thì sẽ được diễn ra trong suốt buổi chiều. Những ứng cử viên xuất sắc thì sẽ dành ra 6 tuần tại nơi này. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thì những tiếp viên hàng không mới này thì sẽ được bố trí tại Barcelona hoặc là Milan.